con gái giảng là sao khi không có kẹo đồng hả? Kẹo đồng? Kẹo đồng là gì? Kẹo đồng là súng hả? Kẹo đồng là súng mà. Ủa là sao trời? À, đạn. Ê, không có đạn thì ra liên quan gì? Mà tự nhiên không có đạn cái không giải hòa được hả? Cái gì vậy? Có phải bắn nhau đâu? Ê, cái gì vậy? Ủa mấy người comment gì đấy? Chim chích chòe ở dưới comment rồi đó. Cái chat giờ này văn hóa lắm rồi nha. Ơ tại sao kẹo đồng lại là chim chích chòe? Yên tâm nhưng các bạn gái có thể chúng ta không có chim chích chuyện, chúng ta có con chim chuyện chuyện thôi, vậy cũng được rồi. Ờ, không sao đâu, vẫn giảng hòa được, không sao đâu, vẫn giảng hòa được. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.